Nếu như quý anh chị đang cần tìm một xe sedan 5 chỗ rộng rãi cho gia đình, thoải mái, bền bỉ, tiết kiệm, vận hành êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ và đặc biệt là trên con xe Hyundai này á, thì công nghệ trên xe thì miên man luôn. Và đặc biệt á, là thêm nữa là cái thiết kế trên những dòng xe Hàn Quốc á, thì rất là đẹp mắt nha. Đấy, đập vào mắt mình thì là cái thiết kế về cái ga lăng nè và cái bóng bi đét nè, rất là sáng luôn. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Elantra phiên bản 2.0 đặc biệt đời 2020 nha. Đời 2020 này nó sẽ bao gồm 4 phiên bản: 1.6 số sàn, 1.6 số trọng và 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo. Thì em nghĩ là trên phiên bản 2.0 đặc biệt này á, là đủ dùng rồi nha. Nếu như quý anh chị nào mà thích cái cảm giác lái tốt hơn, mượt hơn thì chỉ một vài trường hợp thích về cái động cơ là 1.6 turbo thôi, nó lái nó phấn khích hơn hẳn. Nhưng mà đi gia đình, đi nhàn nhã, đi công việc thường ngày á, thì nên cân nhắc con xe này nha. Đấy, xe có sơn màu trắng liền lạc đồng màu từ trước ra sau, rất là bóng bẩy, rất là sáng nha. Xe ban miễn tỉnh 61 Bình Dương thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm vào sao pháp lý. Được trang bị cho mình là bốn cái cảm biến va chạm phía trước nè, rất là an toàn luôn. Công nghệ trên xe thì miên man luôn, khỏi bàn trên những dòng xe Hàn Quốc thì rất là ưu ái cho người dùng nha. Công nghệ thì đảm bảo cho người dùng lái rất là thoải mái luôn nha. Xe thì được trang bị cho mình là vỏ zin theo xe. Đấy, vỏ cơm hồ, mâm là mâm 17 in, tầng thứ 40 của năm 2020 nha. Bốn phanh đĩa trước sau, cái mâm này phay rất là nét nha, rất là sáng, nhìn nó rất là sang trọng luôn. Nước sơn màu trắng liền lạc đồng màu từ trước ra sau nha. Có trang bị sẵn cho mình cái ốp tay nắm cửa nè, phim cách nhiệt và che mưa đầy đủ nha. Đấy, Elantra cái thiết kế đèn hậu nó phải nói là rất là thích luôn, nhìn nó phải nói là nét rất là góc cạnh luôn. Một cam lùi có mắt cảm biến đầy đủ nha. Đấy, trên phiên bản Elantra này em thích nhất là cái những cái mà phần cái thiết kế đèn hậu nè, nhìn nó rất là thể thao nha, nhưng mà vẫn mang lại cái vẻ mà điềm đạm, đi lại công việc gia đình, đi dùng hàng ngày rất là thoải mái luôn, tại vì công nghệ trên xe miên man luôn. Để em vào mở cái phần cốp cho anh chị xem. Mở phần cốp thì phải ra phía trước này nha, nó hơi bất tiện một xíu đấy, nhưng mà đảm bảo cho mình là an toàn, chống bị trộm cắp rồi nha. Đấy, phần cốp thì phải vào cái phần khoang lái. Tổng thể nội thất thì xe sedan hạng C thì phần cốp rất là rộng rãi luôn, bao dùng bao xài cho anh chị nha. Đây, để em kiểm tra bánh xe cua. Bánh xe cua thì chưa hạ luôn nha anh chị. 2020 đi xe này đi hơn 3 vạn xíu, em quay ô đồ cho anh chị xem. Bánh xe cua chưa hạ một lần luôn. Đấy. Xe được trang bị cho mình là động cơ 2.0 thì cho ra công suất khoảng 153 mã lực. Đi rất là tiết kiệm, rất là bền bỉ. Đấy, bảo trì bảo dưỡng rẻ. Chi phí vận hành thì phải nói là rất là thoải mái, bao dùng luôn nha. Đấy, có lót thảm sàn sẵn 5D, trần thì trần nguyên zin, ghế da màu kem nè, màu kem màu ba nè, rất là sáng. Hàng ghế thứ hai thì em thấy là hầu như là rất là ít sử dụng đến luôn nha. Cửa gió điều hòa ghế thứ hai thoải mái luôn nha. Trên những dòng xe Hàn Quốc đấy thì điều hòa dàn lạnh nó rất là sâu, rất là mát, và thậm chí là có thêm cửa gió điều hòa ghế thứ hai, thì quý anh chị ngồi hàng ghế thứ hai thì vẫn vẫn rất là thoải mái nha, dùng đó, vô tư luôn. Trang bị cho mình là ghế điện luôn nha, nhưng mà chưa có vị trí nhớ ghế. Trên công nghệ trên xe thì ABS, EBD, cảnh báo va chạm trước sau. Trên phiên bản này á, là được trang bị cho mình là 6 túi khí an toàn nha. Đấy, 6 túi khí an toàn. Trên những cái bản mà 1.6 thì chỉ được trang bị cho mình là 2 túi khí thôi. Đấy, 6 túi khí an toàn, cảnh báo va chạm trước sau, cảm biến áp suất lốp đầy đủ nha. Bảo trì bảo dưỡng thì full lịch sử hãng luôn. Đấy, tại mốc tiếp theo là 31.800. Tay lái vô lăng nè, rất là nhịp phím bấm luôn, nghe nhạc, đàm thoại gắn tay, ga tự động, cruise control đầy đủ nha. Ô đô chuẩn 31.912 km nha. Sau gần 3 năm sử dụng thì mỗi năm đi trung bình khoảng 10 km thì chắc chắn rồi. Đi 10 năm 10 km cho một năm thì chủ yếu là đi gia đình, đi cà phê, cà pháo là chính thôi nha anh chị. Mà hình zin theo xe thì tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng luôn. Xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ đầy đủ nha. Nó có hơi ồn xíu thì để em tắt cho anh chị. Đấy, điều hòa tự động luôn nha anh chị. Đây, điều hòa tự động hai dùng độc lập nha. Đấy, số tự động, sấy ghế, sấy vô lăng, cảnh báo va chạm phía sau. Đấy, thoải mái dùng cho anh chị luôn. Và đặc biệt là được trang bị cho mình là 4 chế độ lái luôn nha, gồm Normal, Eco, Sport và Smart. Đấy, rất là phấn khích luôn. Và đặc biệt thêm hơn là được trang bị cho mình là cửa sổ trời nha. Cho những dòng xe 5 chỗ này mà được trang bị thêm cái cửa sổ trời này rất là sáng xe, trẻ em, trẻ nhỏ, người lớn tuổi đi cực kỳ thích luôn. Đấy, nó không có bị ngợp nhiều nha anh chị. Trên những dòng sedan này thì được trang bị thêm cái điểm nổi bật nhất là cửa sổ trời này nha. Rồi em đi vào chi tiết phần động cơ cho quý anh chị kiểm tra nha. Rồi mình cũng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo, khối động cơ 2.0 lít cho ra công suất khoảng 153 mã lực, nổ rất là êm luôn. Đây quý anh chị xem, giờ cô gọi đang quay, máy nổ nghe êm ru luôn nha. Đấy,
Ốp áp cho chị mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay bên chị luôn. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tải thẳng toàn quốc. Nếu như quý chị xa thiện chí nhớ nhanh tay lâu trong đất sớm nha. Số điện thoại em là 0889922878, có ghi trên màn hình đó. Đấy, thì tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết bằng giấy tờ dân bản chứ không phải nói mèn nha quý chị, nên là đảm bảo tuyệt đối cho quý chị luôn, bao tải thẳng toàn quốc. Đấy, hiện tại thì bên em thì mua bán xe online là cũng rất là nhiều. Nên là quý anh chị ở xa chỉ cần cọc với trước với em tầm 10 20 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, kiểm tra tách hãng bên thứ ba rồi hảo phương tiện nha. Tại vì bên em cam kết bằng giấy tờ dân bản trước khi quý anh chị xuống cọc nha, chứ không phải nói miệng nha quý anh chị. Đấy. Rồi tổng kết lên luôn, trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Elantra sedan hạng C, phải nói là công nghệ miên man luôn. Đấy, rất là đẹp nha, thiết kế phải nói là rất là đẹp mắt nha, rất là chiều chuộng người tiêu dùng luôn. Hyundai Elantra đời 2020 phiên bản 2.0 đặc biệt. Đấy, đi lướt đi hơn 3 vạn km. Hơn 3 vạn km thì giá lâm quanh bên em đang chào bán là hơn 500 xíu. Có ngay một xe sedan hạng C công nghệ miên man, nội thất rộng rãi, bền bỉ, tiết kiệm, vận hành êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ. Màu trắng nè, rất là đẹp luôn, rất là bóng bẩy luôn, liền lạc đồng màu từ trước ra sau luôn. Trong dòng phân khúc sedan hạng C này thì hiện tại bên em còn có Kia Cerato nè. Đây, Kia Cerato, Kia K3 hoặc là Mazda 3 đầy đủ để phục vụ anh chị nha. Bên em hiện tại gần 60 đầu xe để phục vụ anh chị luôn. Cứ nhanh tay alo cho em đứt sớm, em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất cũng như là chọn xe mua đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình mới là điều tất yếu nha. Đấy, nhớ nhanh tay alo cho em đứt sớm nha. Rồi, nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của anh chị về con xe này. Hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ alo cho em đứt thoải mái nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số động, đầy đủ tất cả các mẫu mã để anh chị lựa chọn luôn. Kho bãi bên em phải nói là rất là lớn để phục vụ anh chị. Đấy, đầy đủ tất cả các loại màu mã luôn. Rồi, bye bye anh chị nha.